Thưa quý vị, cặp đôi trời sinh tiếp theo trên sân khấu là một thí sinh mà cô luôn biết cách biến hóa mình qua từng vòng thi. Chúng ta có thể thấy một thí sinh với dòng nhạc pop ballad trữ tình, có thể là dòng nhạc jazz vô cùng quyến rũ. Và hôm nay, dòng nhạc nào sẽ được cô thể hiện trên sân khấu này đây? Chúng ta hãy cùng đến với một trong những chiến binh mà huấn luyện viên Bùi Anh Tuấn rất yêu mến. Hãy cùng đến với phần thể hiện của diễn viên Tố Tố. Tuấn là người gợi ý chọn bài này. Lúc đầu thì mình gợi ý là những cái bài khác, nhưng mà sau đó thấy cái chất nhạc này chắc là hợp. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Cái style bài hát này nó khác với lại những cái style trước, đó là nó theo phong cách nhạc đồng quê. Cái khúc mà It's a rather, nó phải nhẹ lại một chút nghe. It's a quarter after one. Đừng giải thích như thế. Anh muốn em đón Tố, Tố sẽ hát. Anh muốn Tố đoàn này hát rất chậm rãi bình thường thôi. Tại khi mà hát live thì mọi người nhìn vào giọng hát của mình là nhiều nhất. Thì mình càng phải chứng tỏ là thật sự là mình có giọng hát, chứ không phải là mình may mắn hoặc là mình phải vượt qua được những cái bóng của những cái vòng thi trước. Cái bài này là chỉ hoàn toàn là tập trung vào giọng hát của cả hai người và sự hòa hợp với cả hai người thôi. Vòng này thì lại vốn thì đương nhiên là mình áp lực, chứ mình rất là hồi hộp, rất là run, tại vì đội của mình đã mất đi một thành viên rồi, nên là bây giờ cái cảm giác đó rất là kinh khủng. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Can't stop looking at the door. I'm missing you, come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever crossed your mind. For me it happens all the time, but it's a drunk and I need you now. Said I wouldn't go, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you.
Cause I rather hurt and feel nothing at all. It's too hard to wrap to one. I'm more alone than I need. Tố là một người mà phong độ rất là tốt. Và Hương nghĩ đây là chiến binh mạnh nhất của đội Bùi Anh Tuấn. Xin được chúc mừng một tiết mục kết hợp vô cùng tuyệt vời của Bùi Anh Tuấn cùng với Tố Tố. Và phần hỗ trợ rất tuyệt vời của nhóm The Rebel. Thưa quý vị, đây là một ca khúc country rất là nổi tiếng của nhóm nhạc đồng quê người Mỹ Lady Antebellum. Cái khúc cuối chúng ta thấy được cái sự kết hợp giữa diễn viên Tố Tố cùng với lại Bùi Anh Tuấn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Cái ca khúc mà bạn và Bùi Anh Tuấn đã thể hiện thì nó hoàn toàn nó rất là đơn giản về cái melody, nhưng các bạn đã làm cho nó như là một vở kịch ở trên sân khấu. Và cái này chính là cái mà tôi cho điểm cộng cho cái tiết mục của các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Cái mà chị Lưu Thiên Hương vừa nhắc tới là đấy là cái sự kịch ở trong thần cái phần đó. Tôi nghĩ rằng cái này nó do là hai bạn khi trình diễn. Tôi không biết đằng sau sân khấu hai bạn là gì của nhau. Tôi rất là nghi ngờ về việc này. Nhưng mà trên sân khấu các bạn rất là tình tứ. Bởi vì cái tình nó mới toát lên được cái thần thái đấy. Đây là một cái thế mạnh của Tố Tố và Bùi Anh Tuấn. Mỗi lần lên là các bạn dường như là dành cho nhau vậy. Và cái bài hát của các bạn trình diễn cũng thế. Chị Lưu Thiên Hương cũng nói là cái giai điệu của nó thì cũng rất là giản dị thôi, nhưng mà cái phần hòa quyện bè cũng như là cái phần trình diễn của các bạn nó mang đến một cái cảm xúc thực sự là khác biệt. Cảm ơn nhạc sĩ Lưu Tương. Có thêm một thông tin nữa mà em muốn bật mí chia sẻ với chị Siêu là Tố Tố từng đạt quán quân của một cuộc thi về giảm cân. Chị Siêu thì cũng đang trong chế độ giảm cân đúng không chị? Không, chị thì không giảm, nói chung là chị có bệnh nên là mình cần phải kiêng khem rất là nhiều thứ. Hồi đó chị 72kg, chị nghĩ là chị to hơn á. Có cái là chiều cao chị có hạ, đâm ra là người ta nghĩ mình 100kg. Nhưng mà khi chị xuống cân thì chị nghĩ là chị cũng cao 1m8 á. Chị chả có gì ngoài tự tin. Khi em hát cái khúc đầu thì chị chưa cảm. Rồi sau đó Tuấn ra, nhưng mà con cái là nếu như mà Tuấn diễn sâu thêm với bạn diễn mình một tí thì phải nói là cái cặp này cũng rất đẹp. Không, thì em nghĩ là các bạn ấy đã diễn đủ tình lắm rồi đấy. Tại vì chị chưa cảm được. Ở đây là song ca nhá, mấy em phải làm một cách tự nhiên, hát tự nhiên như vậy là ok rồi. Nhưng mà diễn tự nhiên thì nó mới thành một cặp hát quyện. Nếu lần nữa mà tụi em thi thì tụi em phải làm như thế nào để nó còn ăn xăm hơn bây giờ. Thì chị nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhưng mà với chị đòi hỏi cao lắm, chứ không phải như Tuấn đâu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Siêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ba vị giám khảo dành cho cặp trời sinh thứ hai của chúng ta trong tối ngày hôm nay với Need You Now. Đầu tiên xin mời số điểm của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Tôi cho 10 điểm. Wow. Xin mời số điểm của nhạc sĩ Hương Tuấn. Tôi cho 9,75. 9,75. Yeah. Cảm ơn anh. Xin mời số điểm của ca sĩ Siêu Black. Chị rất là muốn cho điểm cao, nếu như mà tôi cho 20 điểm tôi chưa cho. Nhưng mà đại khái là xin lỗi em, mà thang cao nhất ở đây chỉ có 10 điểm thôi. Đương nhiên tôi nghĩ là 10. Em cảm ơn anh chị nhiều. Chúc mừng Tố Tố và chúc mừng Bùi Anh Tuấn.